Laudato Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Trong chương trình hôm nay, Kim Thúy sẽ tường thuật cùng quý vị và anh chị em thánh lễ an táng cha Gioan Trần Công Nghị, giám đốc Việt Catholic. Kính thưa quý vị và anh chị em, thánh lễ an táng đã diễn ra vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 30 tháng 4 tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô giáo phận Orange. Trong nỗi buồn ly biệt với cha giám đốc, cũng có một niềm hãnh diện cho người Việt Công giáo của chúng ta trên toàn cầu là Đức Tổng giám mục Jose Horacio Gomez, Tổng giám mục Los Angeles và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã chủ tế thánh lễ an táng cha Gioan. Nghĩa cử này của Ngài là để vinh danh các đóng góp của cha Gioan cho giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ và giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Nhân đây, Kim Thúy xin được trình bày vài nét về ngôi nhà thờ này. Trước đây, thánh đường này là một nhà thờ Tin Lành, nơi mỗi Chủ nhật đều có cuộc thuyết giảng trên truyền hình trong chương trình The Hour of Power, nổi danh toàn cầu của mục sư Tin Lành Robert H. Schuller. Ông đã qua đời vào tháng 4 năm 2015. Danh xưng chính thức của ngôi nhà thờ hiện nay là nhà thờ chính tòa Chúa Kitô giáo phận Orange. Bên cạnh đó, ngôi nhà thờ này được gọi không chính thức là Crystal Cathedral hay nhà thờ kính vì mặt ngoài tòa nhà là một lớp kính phản chiếu của công ty kiến trúc Philip Johnson John Burkey có sức chứa 2.248 người. Nhà thờ được xem là tòa nhà bằng kính lớn nhất thế giới khi được hoàn thành vào năm 1981. Bên cạnh đó, tòa nhà còn có một trong những nhạc cụ lớn nhất thế giới là cây đàn organ tưởng niệm Hazel Wright. Cho đến năm 2013, tòa nhà là nơi thờ phượng chính của Cộng đoàn Tin Lành Cải cách ở Mỹ, được thành lập vào năm 1955 bởi mục sư Robert H. Schuller. Cộng đoàn này đã nộp đơn phá sản vào tháng 10 năm 2010 và vào tháng 2 năm 2012 đã bán tòa nhà và khuôn viên liền kề cho giáo phận Orange của Công giáo để sử dụng làm nhà thờ chính tòa mới của giáo phận. Tòa nhà, đặc biệt là nội thất, được Johnson Fane tái tạo để phù hợp với phụng vụ Công giáo với phương châm của giáo phận là tôn trọng phong cách của kiến trúc ban đầu ở mức độ lớn nhất có thể. Sau khi hoàn thành việc tái tạo, tòa nhà được thánh hiến và chính thức đổi tên thành nhà thờ chính tòa Chúa Kitô giáo phận Orange vào ngày 17 tháng 7 năm 2019. Garden Grove cũng là nơi tập trung đông nhất người Việt Nam hải ngoại. Và cũng chính trong khuôn viên nhà thờ chính tòa mới này có linh đài Đức Mẹ La Vàng.
We gather this morning for the Mass of Resurrection of Father John Tran. We pray for the eternal repose of his soul, for the Christian resignation of his family, friends, parishioners, all of us, and also to celebrate his life and ministry among us. He dedicated his life to the service of God and the people of God, so we are very grateful to him. And as I said, we are sure that he has received his eternal reward. So let us pray. Grant, we pray, O Lord, that the soul of John, your servant and priest, you all take your office while he lives in this world, may exalt forever in the glorious home of heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Bài trích sách Khải Huyền. Tôi là Gioan. Tôi đã thấy trời mới và đất mới. Vì trời cũ và đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Và tôi đã thấy thành thánh Jerusalem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, tề chỉ như tân lương được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn từ ngai phán ra: này là nhà tạm của Thiên Chúa ở với loài người, và Ngài sẽ ở với họ, và họ sẽ là dân của Ngài, và Thiên Chúa sẽ ở với họ, và là Thiên Chúa của họ. Ngài sẽ lau sạch nước mắt họ. Sự chết sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ, bởi vì các việc cũ đã qua đi. Và đứng ngự trên ngai phán: này đây, ta đổi mới mọi sự. Chính ta sẽ cho kẻ khác được uống từ mạch nước sự sống mà không phải trả tiền. Ai chiến thắng sẽ nhận được những điều đó làm gia nghiệp, và ta sẽ là Thiên Chúa của nó, và nó sẽ là con của ta. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Trong trời
tình cha cao phút còn quý hơn mạng sống, miệng lưỡi con ca tụng chúc khen ngài. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, linh hồn con khát khao nhan thánh ngài, mong nguyện ước suốt đời luôn chúc tụng cha, giơ tay khẩn cầu uy danh của ngài. Tâm hồn con nó có được chứa cha trong cơn hoạn nạn. Linh hồn con vui sướng được kết liên trong Chúa, tay Chúa luôn dẫn dìu kẻ tôi chung. Vậy a reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, are you unaware that we who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were indeed buried with him through baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live in the newness of life. For if we have grown into union with him through a death like this, we shall also be united with him in the resurrection. We know that our old self was crucified with him so that our sinful body might be done away with, that we might no longer be in slavery to sin. For a dead person has been absolved from sin. If, then, we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. We know that Christ, raised from the dead, dies no more. Death no longer has power over him. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Cả là sự sống lại và là
sự sống hai tim ta sẽ không chết đời đời. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy thấy đám đông dân chúng, Chúa Giêsu lên núi, người ngồi xuống và các môn đệ đến gần người. Người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai than khóc, vì họ sẽ được an ủi. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Phúc thay ai nói khác sự công chính, vì họ sẽ được no đủ. Phúc thay ai biết thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Phúc thay ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta lăng nhục và bắt bớ các con, và vì thầy họ vu oan cho các con đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hoan hỷ, vì phần thưởng sung mãn dành cho các con trên trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa Đức Tổng Giám mục Jose Gomez, Đức cha Kevin Van, kính thưa quý đức ông, quý cha, quý phó tế, quý tu nữ và anh chị em kết đặc biệt gia quyến tan quyến gia đình linh tông của cha Gioan và toàn thể gia đình Việt Catholic. Thế là cha Gioan Trần Công Nghị đã từ biệt chúng ta về an nghỉ trong nhà cha cách đây 2 tuần. Trong những ngày qua, từ khi nhận được ai tín, chúng ta đã đọc qua Việt Catholic những lời phân ưu cùng những bài chia sẻ tiếc nuối về cha Gioan thân yêu chúng ta. Chúng ta cũng đọc được những công việc ngài làm qua đôi dòng tiểu sử của ngài, từ những chức vụ như tuyên úy trong trại tị nạn và trung tâm mục giáo sư chủ viện, trưởng ban truyền thông, những công việc trong liên với chức vụ trong Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, những công việc trong liên tôn với các tôn giáo bạn, linh mục phó sứ và chánh sứ, là giám đốc của mạng truyền thông Việt Catholic. Phải công nhận rằng với thời gian ngắn ngủi này, làm sao con nói hết về những công việc ngài đã thực hiện và cuộc đời mục vụ. Con chỉ muốn chia sẻ điều này. Trong tất cả mọi sự và mọi việc, trước tiên và trên hết, cha Gioan là một linh mục, một tư tế của Thiên Chúa và là người mục tử. Con tin chắc rằng tất cả công việc và đời trong ơn gọi cao quý này. Xin cho con được phép mượn câu sướng đáp trong kinh chiều 2 của giờ kinh phụng vụ kính thánh mục tử mà giáo hội dùng để diễn tả cuộc đời các thánh mục tử và trong lúc này cuộc đời của cha Gioan. Đây là người đã sống hết tình với anh em và cầu nguyện nhiều cho dân chúng. Trước hết, đây là người đã sống hết tình với anh em. Quý cha và quý tu sĩ nam nữ đã từng sống và làm việc với ngài đều nhận rõ tâm tình này. Đọc được những chia sẻ của quý cha và tu sĩ đã từng học ở Roma thì đã thấy thầy và cha Gioan Trần Công Nghị
đã chăm sóc nhiều nhu cầu cho các anh chị em tu sinh. Vâng, gặp gỡ ngài lần đầu tiên trong tại trại tị nạn Fort Chaffee vào mùa hè năm 1975. Khi đó ngài là tuyên ý trưởng và chăm sóc nhà thờ Thánh Tâm. Trong cái nhìn của cậu bé 15 tuổi, con đã thấy và con đã nghe từ cha bố của con về sự quan tâm và lo lắng của ngài đối với các linh mục và tu sĩ tị nạn. Chắc chắn rằng trong thời gian khủng hoảng đó, được chăm sóc tận tình, một linh mục mợ đó lúc đó mới 30 tuổi, với bộ râu mép và mái tóc dài, lái xe Ford LTD, các linh mục và tu sĩ sẽ tìm được sự an tâm hơn trong miền đất mới. Trong hành trình MO8 vào tháng 10 năm 2019 tại Orange County, với tư cách là phó trưởng ban tổ chức, ngài đã cùng với Đức ông Phạm Quốc Tuấn soạn thảo và chuẩn bị chu đáo cho cuộc gặp gỡ các anh em linh mục tại Hoa Kỳ. Rất tiếc, khi ngày tổ chức, ngài bị đau lưng và không thể tham dự toàn phần được. Dù không hiện diện, nhưng ngài vẫn miệt mài làm việc ở để mọi sự được thành quả tốt đẹp. Hình như ngài không bỏ một ngày họp mặt nào của anh em linh mục. Hành trình MO, ngài thực sự sống hết tình với anh em. Cha Gioan không phải chỉ sống hết tình với người tu mà thôi, nhưng ngài sống chân tình với mọi người, nhất là các tín hữu. Chỉ riêng với công việc truyền thông của Việt Catholic News Network mà chúng ta đã thấy sự miệt mài hy sinh của ngài trong việc thông tin và rao giảng tin mừng. Lần cuối cùng được hàn huyên với ngài, cha Gioan nói lên giấc mơ để có một cơ sở và trình bày đức tin bất khuất của người Công giáo Việt Nam, dù đã phải di cư từ Bắc vào Nam, từ Việt Nam ra hải ngoại, với tất cả những khó khăn hiểm nguy trên đường tìm tự do vì mất quê hương, mà hôm nay ngày 30 tháng 4 chúng ta tưởng niệm, để con cháu mai sau thấy và hiểu được những gì cha ông phải trải qua để giữ vững đức tin. Là môn đệ Chúa Kitô, cha Gioan đã sống lời Đức Kitô dạy bảo các môn đệ trước khi về trời trong Tin Mừng Thánh Matthew. Vậy anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha, Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Người là linh mục, ngài luôn được nhắc nhở lời hứa khi chịu trích. Còn có muốn chu toàn một cách xứng đáng và khôn ngoan thừa tác vụ lời Chúa trong việc rao giảng phúc âm và trình bày đức tin Công giáo không? Cha Gioan đã dành nửa đời mục tử của mình để chu toàn công việc rao giảng qua truyền thông, cho dù phải tốn tài chánh riêng để phục vụ mang lại ơn cứu độ cho muôn người. Cầu nguyện cho dân chúng. Trong thánh lễ truyền chức linh mục, Đức Giám mục hỏi tiến chức: Con có muốn cùng với chúng tôi không ngừng dựa vào lệnh Chúa truyền phải cầu nguyện mà ngài xin lòng thương xót của Chúa cho đoàn dân đã được trao phó cho con không? Sự cầu nguyện cho chính mình và cho cộng đoàn dân Chúa là điều tiên quyết và là sứ mệnh của người mục tử. Vì là con người với tất cả sự yếu đuối, ngài hằng tha thiết cầu xin cho mình và cho nhân loại, như trong thơ gửi tín hữu Do Thái diễn tả. Và vậy, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa, lễ phẩm cũng như tế vật đền tội. Vì ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc. Bởi vì chính người cũng đầy yếu đuối, mà vì yếu đuối nên người phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Trong mọi sự và mọi lúc, người ao ước và khẩn khoản nài xin Chúa Thánh được thăng tiến và phát triển, nhất là sự hiệp nhất của mầu nhiệm Chúa Kitô. Trong sự cầu nguyện, người linh mục
được kết hợp với và được dẫn dắt bởi vị mục tử nhân lành. Trên hết, khi dâng thánh lễ, linh mục là người loan báo tin mừng ơn cứu độ của Đức Kitô qua sự chết và sự sống lại của Người. Tin mừng Thánh Luca trong Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh vừa qua cho chúng ta thấy Đức Kitô trong cuộc hiện ra với nhóm 11 đã nhắn nhủ họ. Có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính em là chứng nhân về những điều này. Như thế, linh mục chính là nhân chứng sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô trong việc cử hành các bí tích và công việc mục vụ. Là tư tế của Thiên Chúa, người linh mục là người rao giảng và cử hành mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô. Mọi sự và mọi việc của Người đều hướng về sự phục sinh vinh hiển. Để được như thế, người linh mục phải chết cho chính mình. Trong cuộc sống của cha Gioan, lời tuyên hứa ngày nào trong thánh lễ truyền chức vẫn vang vọng. Còn có muốn ngày càng liên kết mật thiết hơn với Đức Kitô thượng tế, Đấng đã tự hiến mình cho Chúa Cha làm của lễ tinh tuyền vì chúng ta, và con muốn cùng với Người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không? Và cha Gioan đã trả lời: Thưa, nhờ ơn Chúa giúp, con muốn. Vâng, với ơn Chúa, cha Gioan đã sống hết tình với tâm hồn người mục tử, và chắc chắn Ngài vẫn luôn cầu nguyện cho dân Chúa và cho giáo hội. Điều mà tôi thấy rõ nhất nơi Ngài là sự chân tình trong mọi sự. Ngài làm hết tất cả khả năng Chúa ban với lòng chân thành. Xin cảm ơn cha và xin cha cầu bầu cùng Chúa cho chúng con là những người đang trên đường lữ hành trần thế tiến về quê trời, được biết sống hết tình cho Chúa và cho anh chị em như cha đã sống. Xin Thiên Chúa là cha từ ái đón cha Gioan chuẩn công đi vào hưởng vinh phúc quê trời. Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Amen. Xin kính mời cộng đoàn cùng đứng. Please all rise. My brothers and sisters, Jesus Christ is risen from the dead and sits at the right hand of the Father, where He intercedes for His church. Confident that God hears the voices of those who trust in the Lord Jesus, we join our prayers to His. Về giáo hội của Chúa, xin ban ơn lành cho Đức Thánh Cha, Đức Tận Giám Mục Joseph, Đức Cha Khây Vì Ven và hàng giáo phận, các giáo sĩ và tu sĩ cùng toàn thể dân Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Qua phép rửa tội, Thầy cả Gioan đã nhận được ơn của Thiên Chúa. Giờ đây, qua ánh sáng này, xin Chúa phá tan mọi bóng tối và dẫn đưa linh hồn Thầy cả Gioan về nước của Ngài. Chúng ta cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thầy cả Gioan đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế 76 năm, trong đó có 50 năm phục vụ Chúa, giáo hội và ăn chỉ trong thiên chức linh mục. Giờ đây, xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn thầy cả Gioan vào cuộc sống vĩnh cửu trên thiên đàng. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên và các thân nhân đã được gọi ra khỏi thế gian trước chúng ta. Xin cho họ được hưởng phúc trường sinh cùng với Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa hãy xoa dịu sự mất mát, nhớ thương của gia đình và bạn hữu đang tiếc thương thầy cả Gioan. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho cộng đoàn tín hữu đang hiện diện nơi đây để cầu nguyện và tiễn biệt thầy cả Gioan. Nguyện xin Chúa ban nhiều ơn lành cho dân của Người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. We listen in love to the cry of your people. Hear the praise we offer for our departed Father John. Cleanse him from his sins and grant him the fullness of redemption. We ask this through Christ. Our Lord. Amen. Having received the sacrament of salvation, we implore your kindness, O God, for John, your servant and priest, so that you make him a steward of your mysteries on earth, so you may bring him to be nourished by the truth and reality as unveiled in heaven. Through Christ our Lord. Amen. Kính thưa đại diện, thứ nhất đại diện cho hệ thống Việt Catholic toàn cầu là ngày hôm nay các vị phó giám đốc vì hoàn cảnh khó khăn của đại dịch không thể trở về đây được. Thứ hai, chúng tôi đại diện cho giới văn nghệ sĩ công giáo Việt Nam hải ngoại gồm những nhà văn, nhà báo, nhà truyền thông, những vị sáng tác và trình diễn nghệ thuật. Thứ ba, chúng tôi mạn phép để được thay mặt những quý vị ở đây thuộc các hội đoàn, đoàn thể, cộng đoàn dân Chúa. Rất muốn có lời phân ưu của quý vị, nhưng thì giờ không cho phép. Kính thưa quý vị trong tràng quyến, trạm cố Giáo An Trần Công Bị nói thật là một tên tuổi lớn của người Công giáo Việt Nam hải ngoại. Những công việc lớn lao của Ngài thực hiện để giúp ích cho giáo hội, đặc biệt giáo hội Việt Nam, cho cộng đồng dân Chúa, đặc biệt cộng đồng dân Chúa tại hải ngoại, cho giới truyền thông, cho giới văn nghệ sĩ, cho tất cả những người Việt hải ngoại là một điều không ai có thể chối cãi được. Chúng tôi ghi nhận công ơn của Ngài và ngày hôm nay trong buổi lễ tiễn biệt Ngài về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng tôi trân trọng gửi lời phân ưu cùng toàn thể tăng quyến về sự mất mát lớn lao này. Chúng tôi nguyện sẽ cùng với tăng quyến tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn cha cố Gioan sớm được Chúa đưa về hưởng phúc vĩnh cửu trên thiên đàng với Người. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng phân ưu. Sau đây con xin kính mời Đức ông Tuấn Phạm, Chánh xứ Saint Columban, thay mặt gia đình Gioan Trần Công Nghị và Việt Catholic.net có đôi lời tri ân đến Đức Tổng Giám mục
Jose Gomez, Tổng Giám mục Los Angeles và đương kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Giám mục Kevin Van, Giám mục Giáo phận Orange, Quý Linh Mục Đoàn, Phó Tế, Tu sĩ Nam Nữ và toàn thể Cộng đoàn Phục vụ. Thưa quý bà, quý chị em và toàn thể Cộng đồng Dân Chúa, thay mặt cho gia đình Phục Thị và gia đình Lương Tâm, đặc biệt thay mặt cho cha cậu Trần Đình Trọng, con xin hết lòng cảm ơn Hội đồng Liên Tôn, quý cơ quan, đoàn thể và toàn thể quý vị đã vì tình thương cầu nguyện đặt vòng hoa phúng điếu chia buồn an ủi gia đình trong lúc mất mát đau buồn này. Chúng tôi cũng xin cảm ơn đặc biệt những người con thiêng liêng của cha cố Gioan đã săn sóc cha cố trong những ngày ngài ở viện cũng như khi đã về đến nhà, lại còn chia sẻ những công việc trong tang lễ của cha cố. Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi những thiếu sót trong nghi lễ và việc đón tiếp, kính xin quý vị niệm tình tha thứ. Xin tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn thầy cả Gioan Trần Công Nghị sớm được Chúa đón vào thiên đàng. Sau đây Đức Tổng Giám mục có đôi lời với gia đình tang quyến. Our bishop have few words for the family. Right, you want to talk? I just want to say something before the just so we as we come to the final commendation, I just want to, on behalf of myself and the bishops and also all the priests and all the faithful of the Archdiocese of Los Angeles, I would like to ask my condolences to the family and to the friends of Father John. As we just heard, Father John is celebrating his 50 years as a priest, his jubilee. And he worked, I think, in the Archdiocese of Los Angeles for at least 25 years. So we are very grateful for his ministry and dedication to so many in the Archdiocese of Los Angeles and all the faithful during his priesthood. When we reflect on somebody like Father John, we see the beauty of the priesthood, how important it is for us to have holy priests in their ministry. So I always say that it is good for us, especially to ask Father John today, for more vocations to the priesthood and the consecrated life. He did just a wonderful job everywhere, as we heard, and I'm personally very grateful for everything that he did in the Archdiocese of Los Angeles. Now, he has received the eternal reward for his ministry, his life, and we are at peace because we know that he is with God. So let us keep praying to him, asking for his intercession for all of us, especially for all of you, his family, and the ones who knew him more closely. So it is a moment of sadness, because it's always difficult to say goodbye to our loved ones, but it must be a moment of peace, because we know that he has received, as I said, the eternal reward for his life. May he rest in peace. Tôi xin thay mặt Linh Mục Tổng Giáo phận Los Angeles xin chân thành tri ân 25 năm phục vụ tại Tổng Giáo phận Los Angeles của Ngài. Vẻ đẹp của Linh Mục đời sống thánh hiến là đạo đức phục vụ dân Ngài. Giờ đây chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho nhiều ơn gọi Linh Mục tu sĩ nam nữ và cũng cầu cho linh hồn Linh Mục Gioan được sớm hưởng phúc sinh. Và Ngài cũng cầu bầu cùng Chúa cho gia đình và mọi người chúng ta. Please stand, xin mời công đoàn cùng để từ biệt lần cuối.
Before we go our separate ways, let us take leave of our brother, John, servant and priest. May our farewell express our affection for him. It is our sadness and strength in our hope. One day we shall joyfully greet him again, when the love of Christ, which conquers all things, destroys even death itself. Into your hands, Father of mercies, we commend our brother John, servant and priest, in the sure and certain hope that together with all who have died in Christ, he will rise with him on the last day. We give you thanks for the blessings which you bestow upon our brother John, servant and priest in this life. They are signs to us of your goodness and our fellowship with the saints in Christ. Merciful Lord, turn toward us and listen to our prayers. Open the gates of paradise to our brother John, servant and priest. Help us who remain to comfort one another with assurances of faith until we all meet in Christ and are with you and with our brother John, servant and priest forever. We ask this through Christ our Lord. Amen. In peace, let us take our brother, John, servant and priest, to his place of rest. This way, go this way. Okay. Stop, stop, wait a second, okay? Wait a second. Okay.
Đi trước đi, thôi đừng trẻ trẻ, đứng tại chỗ đi. Ok, chỗ đi, chú lấy rồi. Lạy Chúa từng nhân, xin cho con biết nên yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con nên biết vô bình an của Chúa. Xin thương ban xuống những ai
tai lòng đầy tiên tri ơn an bình. Chúa chúng ta đã phán ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù có chết cũng sẽ được sống. Và bất cứ ai sống mà tin vào ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin cho người anh em của chúng ta đây là thầy cả Gioan Trần Công Nghị. Lạy Chúa, ngài an ủi Martha và Maria. Xin được yêu thương của con, yêu thương của thầy cả Gioan, và lúc là lâu trong nước mắt, chúng ta đang khóc lắm. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúa đã phong cho người bạn Chúa là Lazaro xin xoa dịu chúng con đang trong cơn sầu khổ. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúa đã cho người chết sống lại, xin ban cho người anh em chúng con sống đời đời. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúa đã đưa thiên đàng cho người con để sống hối. Xin đưa linh hồn thay cả do an vào hưởng niềm hy hoan và xuôi trở. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Người anh em chúng con đã được thay đời nhờ giúp đỡ tôi, nhờ được Chúa thánh thần giúp nhau, xin thương nhận lời, xin thương nhận ngài vào số các thánh của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Người đã nuôi dưỡng người anh em chúng con trong kiệu thánh mình và máu thánh Chúa, xin thương nhận ngài và bàn kiệu trong nước Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Với lòng mong đợi nước Chúa trị đến, chúng ta cùng cầu xin. Lời cầu nguyện mà chính Chúa Giêsu đã dạy: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con tha chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con trao khỏi sự dữ. Lạy Thiên Chúa thánh thiện và quyền uy, xin nhận lời chúng con nguyện xin cho tôi tới Chúa là thầy cả Gioan Trần Công Nghị. Xin đừng trách cứ những hành vi ngài đã lỗi phạm, vì ngài luôn thành tâm thực thi thánh ý Chúa. Như ngài đã liên kết với dân ngài trong đức tin khi còn ở dưới thế, xin nhờ lòng từ bi Chúa cho ngài được hợp đoàn với các thiên thần trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhạc sĩ Đinh Thành, cụ trùng sinh, trực viện Thánh Giuse Sài Gòn, cũng là học trò của cha Gioan Trần Công Nghị, đại diện lớp Explore 65, xin trình bày bản nhạc You Raise Me Up để cùng chia buồn, cùng tang quyến và cầu nguyện cho linh hồn thầy cả.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.